À, xin chào tất cả các học sinh lớp 12. Thầy là Phạm Nguyễn Quốc Nguyên, giáo viên trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học bài Nguyên hàm. Đây là nội dung đầu tiên trong phần chương 3 Nguyên hàm tích phân ứng dụng của chương trình giải tích lớp 12. À, các em sẽ bắt đầu nội dung bài học. Ta đã biết bài toán trắc nghiệm chuyển động thẳng có phương trình là S bằng FT với FT là một hàm số có đạo hàm. Khi đó vận tốc tại thời điểm T là VT bằng F phẩy T. Đây là một bài toán đạo hàm rất là quen thuộc mà chúng ta đã gặp rồi. Trong thực tế, khi ta gặp bài toán ngược lại, có nghĩa là biết vận tốc VT, tìm phương trình của chuyển động S bằng FT, thì rõ ràng đây sẽ là một bài toán ngược lại. Từ đó ta có bài toán cho hàm số Fx xác định trên khoảng AB, ta tìm hàm số F lớn x sao cho trên khoảng đó F lớn x đạo hàm bằng Fx. Ta có hai phép toán ngược nhau như thế này. Cho hàm số F lớn x, thầy thực hiện phép toán đạo hàm thì ta thu được hàm F phải lớn x. Bây giờ ngược lại, thầy cho hàm số F phải lớn x, bây giờ thầy lại tìm hàm số F lớn x, thì đây chính là bài toán nguyên hàm và cũng là nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Qua những phân tích trên thì chúng ta sẽ đi vào nội dung cụ thể của tiết học. Phần thứ nhất là nguyên hàm và tính chất của nguyên hàm. Dựa vào những phân tích đã cho, ta có định nghĩa chính xác nguyên hàm như thế này. Các em quan sát. Cho hàm số Fx xác định trên D. D là một khoảng, một đoạn hay một nửa khoảng. Hàm số F lớn x được gọi là nguyên hàm của hàm số Fx trên D nếu F lớn x đạo hàm bằng Fx với mọi x thuộc D. Bây giờ ta sẽ dùng định nghĩa để ta tìm nguyên hàm của một số cái hàm số đơn giản. Thầy có một số ví dụ sau đây. Các em quan sát. Ví dụ thứ nhất, thầy cho hàm số F lớn x bằng 2 lần x mũ 3 thì nó là nguyên hàm của hàm số Fx bằng 6x bình trên khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Bởi vì nếu ta thực hiện phép toán đạo hàm của 2 lần x mũ 3 thì ta thu được kết quả là 6x bình và chính là bằng hàm Fx với mọi x thuộc khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Bây giờ ta tiếp tục sang ví dụ B. Ta cho hàm số F lớn x bằng tan x thì nó sẽ là nguyên hàm của hàm số Fx bằng 1 trên cos bình x trên khoảng từ trừ b chia 2 đến b chia 2. Bởi vì khi đó tan của x đạo hàm sẽ bằng 1 trên cos bình x và bằng Fx với mọi x thuộc cái khoảng từ trừ b chia 2 đến b chia 2. Qua những ví dụ trên ta có một số lưu ý như sau. Giả sử F lớn x là một nguyên hàm của hàm Fx trên D. Khi đó, lưu ý thứ nhất, với mỗi hằng số C thì hàm số y bằng F lớn x cộng C cũng là một nguyên hàm của hàm số Fx trên D. Lưu ý thứ hai, ngược lại, với mỗi nguyên hàm Rx của hàm Fx trên D thì tồn tại một hằng số C sao cho Rx nó bằng F lớn x cộng C với mọi x thuộc D. Điều này được hiểu như thế này. Một hàm số thì có vô số các nguyên hàm và các nguyên hàm đó sai khác với nhau một hằng số. Từ đó, ta gọi cái hàm F lớn x cộng C, C thuộc R là họ các nguyên hàm của hàm số Fx trên D hay là tập hợp các nguyên hàm của hàm số Fx trên D. Và ta dùng ký hiệu này để chỉ tập hợp các nguyên hàm của hàm số Fx. Các em quan sát cái ký hiệu trên màn hình. Trong ký hiệu đó, fx dx chính là vi phân của nguyên hàm f lớn x của hàm fx. Bởi vì d của f lớn x sẽ bằng f phải x dx và bằng fx dx. Và ta sẽ dùng ký hiệu nguyên hàm của hàm fx là bằng f lớn x cộng c để chỉ tập hợp các nguyên hàm của hàm fx. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu và công thức này để viết các nguyên hàm của các cái hàm số tiếp theo. Trở lại ví dụ ban đầu, thầy sẽ dùng ký hiệu và công thức nguyên hàm để viết nguyên hàm của 6x bình sẽ là 2 lần x mũ 3 cộng c. Nguyên hàm của 1 trên cos bình x sẽ là tan x cộng c. Nguyên hàm của 5 sẽ là 5x cộng c.
và nguyên hàm của 1 trên sin bình x sẽ là trừ cotan x cộng c. Các em chú ý tới cái cách dùng ký hiệu và có cái công thức của nguyên hàm để ta ghi một cách chính xác có cái nguyên hàm của hàm số. Ta sang nội dung ba nhỏ, sự tồn tại của nguyên hàm và tính chất. Mọi hàm số x liên tục trên d đều có nguyên hàm trên d. Và nguyên hàm của f phải x sẽ bằng fx cộng c. Nếu như fx và rx là hai hàm số liên tục trên d, thì nguyên hàm của tổng hai hàm số fx cộng rx sẽ bằng nguyên hàm của hàm fx cộng nguyên hàm của hàm rx. Và tương tự, nguyên hàm của hiệu hai hàm số fx trừ rx thì sẽ bằng nguyên hàm của hàm fx trừ nguyên hàm của hàm rx. Và với mọi số thật k khác không, ta có nguyên hàm của k lần fx sẽ bằng k nhân nguyên hàm của hàm fx. Đây là các tính chất cơ bản của nguyên hàm. Các em có thể tham khảo phần chứng minh trong sách giáo khoa. Bây giờ ta sẽ có cái bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp. Các em phải hết sức lưu ý đối với cái bảng nguyên hàm này, bởi vì đây là cơ sở để chúng ta áp dụng nguyên hàm của các cái hàm số cơ bản trong việc đi giải quyết các cái nguyên hàm của các cái hàm số phức tạp hơn. Và thầy sẽ hướng dẫn một số cái công thức nguyên hàm của một số cái hàm số cơ bản mà chúng ta thường gặp. Thứ nhất, nguyên hàm của hàng số là 0 thì sẽ là bằng hàng số C, vì C đạo hàm thì bằng 0. Công thức số 2 là nguyên hàm, ở đây ta hiểu là 1 thì là bằng x cộng C, bởi vì x cộng C đạo hàm thì là thu được hàng số là 1. Nguyên hàm của hàng số K thì sẽ bằng kx cộng C, bởi vì kx cộng C các bạn thực hiện đạo hàm sẽ thu được hàng số là k. Như vậy đó là có cái công thức nguyên hàm rất là cơ bản mà khi các em sử dụng vô trong những cái tình huống bài tập thì mình phải hết sức lưu ý. Đối với công thức số 2, đây là công thức các em dùng rất là nhiều, là x mũ alpha sẽ bằng x mũ alpha cộng 1 trên alpha cộng 1 rồi cộng cho c. Ở đây lưu ý alpha khác trừ 1. Nguyên hàm của x mũ alpha, như vậy trong trường hợp này mình lưu ý nguyên hàm thì bậc của đa thức sẽ tăng một đơn vị, còn đạo hàm thì bậc của đa thức sẽ giảm đi một đơn vị. Cho nên nguyên hàm của x mũ alpha sẽ bằng x mũ alpha cộng 1 trên alpha cộng 1 rồi cộng cho c. Các em lưu ý tới công thức này ta dùng rất nhiều. Công thức số 3, nguyên hàm của 1 trên x sẽ bằng log Nebier trị tuyệt đối của x cộng c. Lưu ý là công thức log Nebier mình có trị tuyệt đối, bởi vì các em đem log Nebier của x cộng c đạo hàm thì sẽ thu được kết quả là 1 trên x. Và nguyên hàm của 1 trên x bình sẽ bằng trừ 1 trên x cộng c, bởi vì 1 trên x đạo hàm sẽ bằng trừ 1 trên x bình, và thêm dấu trừ lần nữa thì ta được kết quả là 1 trên x bình. Như vậy ta có kết quả là nguyên hàm của 1 trên x bình sẽ là trừ 1 trên x và cộng cho hàng số là c. Công thức tiếp theo, nguyên hàm của a mũ x sẽ là a mũ x cộng c. Chỗ này ta thấy là a mũ x đạo hàm ra a mũ x, cho nên nguyên hàm của a mũ x sẽ là a mũ x cộng c. Tương tự, ta có nguyên hàm của a mũ x, a mũ x đạo hàm thì sẽ ra a mũ x nhân cho logarit Nebier của a. Như vậy nguyên hàm của a mũ x sẽ bằng a mũ x chia log Nebier của a rồi cộng cho c. Cái này rất dễ nhầm lẫn, cho nên các em khi sử dụng công thức này các em phải lưu ý. Đối với công thức số 5, nguyên hàm của cos x, nguyên hàm của cos x thì chính là sin x rồi cộng c, bởi vì sin x cộng c đạo hàm thì sẽ ra lại là cos x. Nhưng nguyên hàm của sin x lại là trừ cos x cộng c. Các bạn lưu ý có dấu trừ. Bởi vì trừ cos x cộng c đạo hàm thì mới ra được sin x, còn cos x mà đạo hàm thì ra trừ sin x. Cho nên sử dụng công thức nguyên hàm của sin rất là dễ bị nhầm lẫn và các em hay thiếu dấu trừ.
Sang công thức tiếp theo cũng là nguyên hàm của các cái hàm số lượng giác. Nguyên hàm của hàm số 1 trên cos bình x sẽ là tan x cộng c, bởi vì tan x cộng c đạo hàm sẽ ra được kết quả là 1 trên cos bình. Tương tự, nguyên hàm của 1 trên sin bình x sẽ là trừ cotan x cộng c. Cái này tương tự giống như công thức nguyên hàm của sin x là cotan đạo hàm thì ra trừ 1 trên sin bình x. Cho nên nguyên hàm của 1 trên sin bình x thì lại là trừ cotan x cộng c. Các bạn lưu ý tới công thức khi sử dụng cái công thức nguyên hàm của 1 trên sin bình là trừ cotan x cộng c. Thì đây là các cái công thức nguyên hàm của các cái hàm số cơ bản nhất. Sau này ta sẽ có một số cái nguyên hàm mở rộng ra, mà trong quá trình làm bài tập ta có thể kết hợp giữa cái nguyên hàm cơ bản và các nguyên hàm mở rộng, thì các em sẽ thuận lợi hơn trong việc lấy nguyên hàm của các cái hàm số phức tạp. Đó là chính là cái công thức này, thì cũng giống như là những cái cảm năng cơ bản để cho mình giải quyết các cái nguyên hàm mà của các cái hàm số phức tạp. Và các em khi sử dụng công thức này thì phải hết sức lưu ý là công thức, nhưng mà khi vận dụng ở trong những tình huống bài tập thì chúng ta phải vận dụng một cách linh hoạt để ta lấy được nguyên hàm của các cái hàm số mà bài toán đặt ra. Bây giờ để củng cố lại những cái tính chất cơ bản của nguyên hàm, cũng đồng thời hướng dẫn cho các em sử dụng cách sử dụng các nguyên hàm cơ bản, thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm một số ví dụ sau đây. Các em quan sát ở trên màn hình. Thầy yêu cầu các em tìm nguyên hàm của các cái hàm số từ câu 1 cho đến câu 6. Câu thứ nhất. Tìm nguyên hàm của hàm số 3 lần x mũ 3 trừ 1 phần 3 x mũ 3. Bây giờ quan sát hàm số dưới dấu nguyên hàm, ta nhận thấy nó là hiệu của các cái hàm số cơ bản. Và thầy sẽ dùng tính chất cơ bản của nguyên hàm là nguyên hàm của hiệu thì bằng hiệu các nguyên hàm. Và sẽ tách thành hai nguyên hàm thành phần. Bằng những tính chất cơ bản của nguyên hàm, đối với nguyên hàm thứ nhất, thầy đưa hàm số 3 ra khỏi dấu nguyên hàm. Đối với nguyên hàm thứ hai, thì các bạn để ý là 1 trên x mũ 3 thầy sẽ viết thành x mũ trừ 3. Và ở đây thầy sẽ dùng một cái nguyên hàm cơ bản mà các em áp dụng rất là nhiều, tức là x mũ alpha sẽ bằng x mũ alpha cộng 1 trên alpha cộng 1 và cộng cho hàng số C. Từ công thức này chúng ta có thể lấy nguyên hàm của x mũ 3 và x mũ trừ 3 một cách đơn giản. Như vậy thầy đã tìm được nguyên hàm của hàm số 3x mũ 3 trừ 1 trên x mũ 3, chính là 3 phần 4 x mũ 4 cộng 1 chia 2 lần x bình cộng cho hàng số C, bằng có cái tính chất đơn giản của nguyên hàm. Bây giờ các em tiếp tục theo dõi sang ví dụ tiếp theo. Nguyên hàm của hàm số x bình trừ x cộng 2 tất cả chia x. Như vậy nếu như ta để hiện trạng của hàm số dưới dấu nguyên hàm như thế này thì ta sẽ không lấy được nguyên hàm của hàm số này. Bây giờ bằng phép toán chia cho mẫu chung, thầy sẽ tách hàm số dưới dấu nguyên hàm thành tổng hiệu của các cái hàm số cơ bản. Khi đó, thầy dùng tính chất cơ bản của nguyên hàm để tách nguyên hàm đã cho thành tổng hiệu các nguyên hàm thành phần. Bây giờ nguyên hàm thứ nhất là x, nguyên hàm thứ hai là 1, nguyên hàm thứ ba là 1 trên x. Đây là những hàm số mà có trong bảng nguyên hàm, các em có thể dễ dàng lấy nguyên hàm của các hàm số này. Thì nó sẽ bằng x bình chia 2 trừ x cộng cho 2 nhân cho logarit nê ba trị tuyệt đối của x cộng c. Thì đây chính là cái cách để chúng ta đi tìm nguyên hàm của hàm số thứ hai. Bây giờ các em theo dõi ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba là đi tìm nguyên hàm của hàm sin bình của x chia 2. Trong hệ thống nguyên hàm của các hàm lượng giác thì ta chỉ có nguyên hàm của sin x, nguyên hàm của cos x, nguyên hàm của 1 trên cos bình x và nguyên hàm của 1 trên sin bình x. Bây giờ ta lại gặp nguyên hàm của sin bình x chia 2 thì rõ ràng thầy phải xử lý cái biểu thức hàm số dưới dấu nguyên hàm
để đưa về nguyên hòm của các cái hòm số có trong hệ thống nguyên hòm cơ bản. Bằng công thức họ bậc, thầy sẽ viết lại được sinh bình của x chia 2 sẽ bằng 1 trừ cos x chia 2. Đưa hàng số 1 phần 2 ra ngoài, thầy sẽ có hòm số dưới dấu nguyên hòm sẽ là 1 trừ cos x. Và nó sẽ là hòm số cơ bản có trong bảng nguyên hòm. Và thầy sẽ tìm được nguyên hòm của 1 trừ cos x sẽ là x trừ sin x cộng hàng số c. Như vậy chúng ta đã giải quyết được cái nguyên hòm của hòm số lượng giác. Tiếp tục là một nguyên hòm của một cái hòm số lượng giác là 1 trên sin bình nhân cos bình. Đây là một hòm số cũng không có trong hệ thống nguyên hòm cơ bản. Bây giờ thầy sẽ tách cái hòm số dưới dấu nguyên hòm thành tổng hiệu của các cái hòm số cơ bản. Các em quan sát. Thầy thay 1 bởi sin bình cộng cos bình. Và thầy sẽ thực hiện phép chia cho mẫu chung là sin bình cộng cos bình. Và khi đó nguyên hòm, biểu thức hòm số dưới dấu nguyên hòm sẽ được viết thành 1 trên cos bình x cộng 1 trên sin bình x. 1 trên cos bình x nguyên hòm là tan x. Và 1 trên sin bình x nguyên hòm là trừ của tan x. Như vậy thầy có kết quả là nguyên hòm của hòm số đã cho chính là tan x trừ của tan x cộng c. Như vậy ta đã giải quyết được hai cái nguyên hòm của cái hòm số lượng giác bằng các cái phép biến đổi và sử dụng các tính chất cơ bản của nguyên hòm. Bây giờ các bạn theo dõi ví dụ tiếp theo. Nguyên hòm của 2 mũ 3x nhân 3 mũ 2x. Như vậy, ta phân tích hòm số dưới dấu nguyên hòm là tích của hai hòm số mũ không cùng cơ số. Bây giờ thầy sẽ chuyển đổi nó trở thành cùng một cơ số để ta dùng công thức để xử lý nguyên hòm của hòm số này. Rõ ràng 2 mũ 3x thầy có thể viết thành 8 mũ x và 3 mũ 2x thì có thể viết thành 9 mũ x. 8 mũ x nhân 9 mũ x thì ta có thể viết chung thành 8 nhân 9 tất cả mũ x và kết quả cho ra là 72 mũ x. Như vậy ở đây thầy sẽ dùng một cái nguyên hòm cơ bản mà chúng ta đã gặp, đó là nguyên hòm của a mũ x sẽ bằng a mũ x chia cho logarit nê ba của a cộng cho c. Như vậy áp dụng cụ thể cho bài toán của mình thì ta thu được kết quả là 72 mũ x chia logarit nê ba của 72 cộng c. Tiến đến ví dụ tiếp theo. Nguyên hòm của 1 phần 2 trừ a mũ 1 trừ x chia x bình tất cả nhân a mũ x. Rõ ràng thầy sẽ thực hiện phép nhân a mũ x vào trong từng cái biểu thức. Khi nhân vào thì các bạn sẽ gặp một tình huống là a mũ x nhân cho a mũ 1 trừ x. Ở đây ta sẽ là nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì bằng chính cơ số đó với số mũ bằng tổng các số mũ. Và ta thu được kết quả là bằng A. Như vậy thầy thực hiện phép nhân. Và khi đó hòm số dưới dấu nguyên hòm sẽ là hiệu của hai cái hòm số cơ bản. Và khi đó bằng cái phương pháp tách thành hai nguyên hòm, thầy sẽ có hai cái nguyên hòm rất là cơ bản. Và công việc lấy nguyên hòm của hòm A mũ x hay là 1 trên x bình thì ta chỉ việc áp dụng công thức. Và kết quả thu được là nguyên hòm của hòm số đã cho sẽ là 1 phần 2 nhân a mũ x cộng a nhân 1 trên x cộng c. Qua 6 ví dụ thầy đã hướng dẫn, các em đã biết vận dụng các cái nguyên hòm của các hòm số cơ bản cũng như kết hợp với các tính chất cơ bản của nguyên hòm để xử lý một cái nguyên hòm của một cái hòm số phức tạp. Như vậy nguyên tắc chung ở đây là gì? Nguyên tắc chung ở đây chính là ta tìm cách phân tích hòm số dưới dấu nguyên hòm thành tổng hiệu của các cái hòm số cơ bản có trong cái hệ thống nguyên hòm để ta vận dụng công thức đó và lấy nguyên hòm của các cái hòm số đó. Sau khi các em đã thành thạo với việc lấy nguyên hòm của các cái hòm số cơ bản cũng như là vận dụng các tính chất cơ bản của nguyên hòm thì thầy sẽ cung cấp cho các em một số cái ví dụ tiếp theo để ta có cái nhìn sâu sắc hơn về nguyên hòm. Sang ví dụ số 3.
Ví dụ số 3 thì gồm có 4 bài toán. Bài toán thứ nhất là cho hàm số fx bằng 2x cộng a mũ x. Tìm một nguyên hàm f lớn x của hàm số fx thỏa mãn f lớn tại 0 bằng 2022. Bài toán số 2 là cho hàm số fx xác định trên r hiệu 1/3 thỏa f phải x bằng 3 chia cho 3x trừ 1 với f tại 0 bằng 1 và f tại 2/3 bằng 2. Tính giá trị biểu thức f tại trừ 1 cộng f tại 3. Và bài toán số 3, thầy cho hàm f lớn x với công thức là ax bình cộng bx trừ c thừa số cho a mũ 2x là nguyên hàm của hàm số fx bằng 2022x bình trừ 3x cộng 1. Tất cả nhân a mũ 2x trên khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Yêu cầu tính giá trị a cộng 2b cộng 4c. Và câu số 4, cho hàm số x liên tục trên r và có độ hàm thỏa f phải x cộng fx bằng 2 với mẫu x thuộc r. Biết f tại 0 bằng 5, tính f tại logarit nê ba của bài. Như vậy ta có 4 bài toán và thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết từng bài toán một. Qua những bài toán đó, ta rút thêm được những cái tính chất cũng như là các cái đặc điểm của nguyên hàm. Ta đi vào bài toán thứ nhất của ví dụ 3. Thầy cho hàm số fx bằng 2x cộng a mũ x. Tìm một nguyên hàm f lớn x của hàm số fx thỏa mãn f lớn tại 0 bằng 2022. Ở đây ta dễ dàng nhận ra cái hàm số y bằng x bình cộng a mũ x. Đạo hàm sẽ trở thành là 2x cộng a mũ x. Hay nói một cách khác, y bằng x bình cộng a mũ x là một nguyên hàm của hàm số fx bằng 2x cộng a mũ x. Từ đó, ta suy ra cái hàm f lớn x cần tìm chính là x bình cộng a mũ x và cộng cho c. Bây giờ ta cần xác định một hàm số fx ứng với giả thiết là f tại 0 bằng 2022. Với f tại 0 bằng 2022, thầy sẽ thực hiện phép toán thay x bằng 0 vào trong biểu thức trong hàm số f lớn x. Và cho kết quả bằng 2022 thì ta có 0 bình cộng a mũ 0 cộng c bằng 2022. A mũ 0 thì bằng 1. Như vậy rõ ràng khi đó thầy sẽ tính được c bằng 2021. Và khi đó ta sẽ biết được hàm số fx mà yêu cầu bài toán đặt ra chính là x bình cộng a mũ x cộng 2021. Như vậy qua bài toán này ta thấy đối với giả thiết người ta cho thêm thì đôi khi người ta yêu cầu mình tính trực tiếp cái hằng số c trong cái công thức nguyên hàm tổng quát. Bây giờ các em sẽ tiếp tục sang câu số 2 của ví dụ 3. Thầy cho hàm số fx xác định trên r hiệu 1/3 thỏa f phải x bằng 3 chia 3x trừ 1 với f tại 0 bằng 1 và f tại 2/3 bằng 2. Tính giá trị của biểu thức f trừ 1 cộng f tại 3. Ở đây ta thấy fx sẽ là nguyên hàm của hàm f phải và sẽ là nguyên hàm của 3 chia cho 3x trừ 1. Ở đây thầy sẽ sử dụng cái nguyên hàm mở rộng ở đây là nguyên hàm của 1 trên ax cộng b sẽ bằng 1/a nhân logarit nê ba trị tuyệt đối của ax cộng b và sẽ thu được nguyên hàm sẽ là log nê ba trị tuyệt đối của 3x trừ 1 cộng c. Bây giờ thầy sẽ tìm cách mở trị tuyệt đối trong cái công thức của logarit. Chúng ta biết rằng logarit nê ba của 3x trừ 1 trị tuyệt đối thì trị tuyệt đối của 3x trừ 1 nó sẽ bằng 3x trừ 1 khi 3x trừ 1 này lớn hẳn hơn 0, tức là khi đó x sẽ lớn hơn 1/3. Và trị tuyệt đối của 3x trừ 1 sẽ bằng trừ của 3x trừ 1 khi 3x trừ 1 này nhỏ hơn 0, tức là x sẽ nhỏ hơn 1/3. Và thầy sẽ tách được cái hàm fx thành hai nhánh công thức ứng với x nhỏ hơn 1/3 và ứng với x lớn hơn 1/3. Bây giờ với giả thiết f tại 0 bằng 1, với x bằng 0 có nghĩa là ứng với x sẽ nhỏ hơn 1/3, thầy sẽ thay x vào nhánh công thức phía trên.
và ta có kết quả là log nê ba của trừ 3 nhân 0 cộng 1 rồi cộng c bằng 1. Từ đây ta tính được c bằng 1. Khi có c bằng 1 thì thầy sẽ tính được giá trị hàm số tại trừ 1, tức là f tại trừ 1 sẽ bằng log nê ba của 3 cộng cho 1, tức là log nê ba của 4 cộng cho 1. Và kết quả sẽ là bằng 2 lần log nê ba của 2 cộng cho 1. Tiếp theo, f tại 2 phần 3 bằng 2. Ở đây x bằng 2 phần 3 ứng với x lớn hơn 1 phần 3, cho nên thầy sẽ thay x bằng 2 phần 3 vào nhánh công thức phía dưới. Khi đó ta có kết quả là log nê ba của 2 trừ 1 rồi cộng cho c bằng 2, và ta thu được kết quả c bằng 2. Có được kết quả c bằng 2 thì khi đó thầy sẽ tính f tại 3. F tại 3 thì bằng log nê ba của 3 nhân cho 3 trừ 1, tức là log nê ba của 8 rồi cộng cho 2, và kết quả sẽ là bằng 3 lần log nê ba của 2 cộng cho 2. Kết quả cuối cùng của bài toán là f tại trừ 1 cộng cho f tại 3 sẽ bằng 5 lần log nê ba của 2 cộng cho 3. Qua bài toán này chúng ta lưu ý ta có thêm một số cái cách xử lý cái kết quả của bài toán. Người ta yêu cầu mình tính giá trị của hàm số tại f bằng trừ 1 cộng f bằng 3 này. Nó thường hay xảy ra đối với cái nguyên hàm của các cái hàm số liên quan đến logarit. Thì các em đã theo dõi trên màn hình. Bây giờ sang ví dụ số 3. Thầy cho hàm số f lớn x bằng ax bình cộng bx trừ c nhân a mũ 2x là một nguyên hàm của hàm số fx bằng 2022x bình trừ 3x cộng 1 tất cả nhân a mũ 2x trên khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Tính cái giá trị t là bằng a cộng 2b cộng 4c. Như vậy, để tính được giá trị của biểu thức t thì ta cần phải đi tìm cái hệ số a, b, c trong giả thiết của bài toán. Ở đây ta thấy f lớn x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x. F lớn x là một nguyên hàm của hàm số fx trên khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng, nên ta sẽ có một cái mối liên hệ là f lớn x đạo hàm sẽ bằng fx với mẫu x thuộc cái khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Các em quan sát hàm số f lớn x, nó sẽ bằng ax bình cộng với x trừ c nhân a mũ 2x. Để đạo hàm được hàm f lớn x thì các em sẽ sử dụng quy tắc đạo hàm tích, tức là u nhân v đạo hàm thì sẽ bằng u phải v cộng v phải u. Thực hiện phép toán đạo hàm này, sau đó ta sắp xếp cái biểu thức đạo hàm lại theo bậc của đa thức. Đó. Và thầy thể thu được kết quả là bằng 2 lần ax bình cộng x thừa số cho 2a cộng 2b trừ cho 2c cộng b tất cả thừa số cho a mũ 2x bằng fx, có nghĩa là bằng 2022x bình trừ 3x cộng 1 thừa số cho a mũ 2x với mẫu x thuộc khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Bằng cái phương pháp đồng nhất hai vế, thầy sẽ thu được 2a bằng 2022, 2b cộng 2a là bằng trừ 3 và trừ 2c cộng b thì bằng 1. Khi đó ta sẽ giải được a, b, c rất là đơn giản. Và công việc cuối cùng là ta thay a, b, c để ta tính được giá trị của biểu thức t là bằng trừ 3041. Thì cũng đây là một cái bài toán xuất phát ngay từ cái định nghĩa của nguyên hàm. Chỉ có mỗi cái việc là chúng ta đạo hàm một cách nhanh chóng và chính xác để đưa ra kết quả. Các em tiếp tục theo dõi câu số 4 trong ví dụ 3. Thầy cho hàm số fx liên tục trên R và có đạo hàm thỏa mãn f phải x cộng fx bằng 2 với mẫu x thuộc R. Biết f tại 0 bằng 5 và tính f tại logarit nê ba của 3. Bây giờ phân tích bài toán này, ta thấy người ta yêu cầu mình đi tính giá trị hàm số tại logarit nê ba của 3 thì rõ ràng chúng ta phải đi xác định công thức của hàm số fx. Bây giờ bằng cách nào đây để ta đi xác định được cái công thức của hàm số fx từ cái giả thiết f(x) cộng fx bằng 2.
Đây là một cái bài toán phức hợp. Ta sẽ kết hợp vừa kiến thức về đạo hàm vừa vào nguyên hàm để ta giải quyết cái bài toán này như sau. Các em quan sát ở trên màn hình. Xuất phát từ cái điều kiện với mẫu x thuộc R, f phải x cộng fx bằng 2. Thầy sẽ nhân vào hai vế của đẳng thức này với a mũ x. Với mẫu x thuộc R thì ta có a mũ x nhân f phải x cộng cho a mũ x nhân fx thì sẽ bằng 2 nhân a mũ x. Bây giờ ta phân tích cái đẳng thức ở vế bên trái một chút. Cái a mũ x này có một lợi thế là a mũ x đạo hàm thì luôn luôn bằng a mũ x. Cho nên các bạn quan sát nhanh cái vế bên trái của đẳng thức thì nó sẽ là tích của hai hàm số đạo hàm tuân theo quy luật u phải v cộng v phải u. Và ta thấy ngay vế trái chính là kết quả của a mũ x nhân cho hàm fx đạo hàm. Cho nên thầy viết lại cái đẳng thức trên bằng công thức là fx nhân a mũ x tất cả đạo hàm bằng 2 nhân a mũ x. Đến đây ta sử dụng kiến thức mới vừa học. Thầy lấy nguyên hàm hai vế của đẳng thức. Nguyên hàm bên trái thì ta thu được kết quả là a mũ x nhân fx. Nguyên hàm bên phải thì là 2 nhân a mũ x rồi cộng thêm hàng số c. Bây giờ công việc tiếp theo sẽ đi tính cái hàng số c trong cái đẳng thức ta đã tìm được. Với giả thiết là f tại 0 bằng 5, có nghĩa là gì ạ? Ta thay x bằng 0 vào trong đẳng thức trên thì ta có a mũ 0 nhân f 0 bằng 2 nhân a mũ 0 cộng c. F tại 0 thì bằng 5, cho nên thầy rút được c bằng 3. Khi có được c bằng 3 thì thầy sẽ chia hai vế của đẳng thức trên lại cho a mũ x và rút được công thức fx sẽ bằng 2 nhân a mũ x cộng 3 tất cả chia a mũ x với mẫu x thuộc R. Như vậy, qua hai cái phép toán là đạo hàm và nguyên hàm, thầy đã rút ra được hàm fx là bằng 2 nhân a mũ x cộng 3 chia a mũ x với mẫu x thuộc R. Và công việc còn lại là đi tính giá trị hàm số tại là logarit nearby của 3 thì rất là đơn giản. Ta thay x bằng logarit nearby của 3 vào trong hàm fx và ta thu được kết quả là bằng 3. Vậy qua ví dụ số 4, ta sẽ thấy là muốn giải quyết được bài toán này thì ta phải rất thành thạo về đạo hàm và sử dụng một cách hợp lý kiến thức về nguyên hàm thì ta mới giải quyết được cái bài toán ở mức độ vận dụng như thế này trong cái phần nguyên hàm. Thì đây là những cái nội dung mà chúng ta tìm hiểu thêm để kết hợp với những cái nguyên hàm của các cái hàm số cơ bản cũng như các tính chất của nguyên hàm để ta giải quyết toàn diện các cái dạng toán liên quan đến nguyên hàm. Qua hai ví dụ thầy cung cấp, bây giờ thầy sẽ hệ thống lại những cái nội dung chính của cái bài học hôm nay. Thứ nhất là sẽ tóm tắt lại những cái kiến thức cơ bản về mặt lý thuyết trong bài học hôm nay. Về định nghĩa nguyên hàm thì cho hàm số fx xác định trên K hoặc là trên D. Nếu hàm số fx được gọi là nguyên hàm của hàm số fx trên K thì f lớn x đạo hàm thì bằng fx với mẫu x thuộc K. Và ta dùng nếu như f lớn x là một nguyên hàm của hàm fx trên K thì họ nguyên hàm của hàm số fx trên K thì người ta ký hiệu bằng cái dấu nguyên hàm và sẽ bằng f lớn x cộng c với c là một cái hàng số. Thì đây là cái ký hiệu mà sau này ta sẽ dùng thường xuyên. Thì đó là cái định nghĩa liên quan đến định nghĩa. Về tính chất, nếu fx và rx là hai hàm số liên tục trên K với K khác không thì ta có cái tính chất cơ bản nguyên hàm của hàm f phải x chính là fx cộng c. Và có thể là mở rộng ra một chút thì nguyên hàm của f2 phải x thì là f phải x cộng c. Công thức thứ hai là nguyên hàm của k lần fx thì sẽ bằng k nhân nguyên hàm của hàm fx với k là một số thực khác không. Ở đây thầy nói ngắn gọn thôi,
Ta ghi tính chất số 3 là nguyên hồng của tổng thì bằng tổng các nguyên hồng, và nguyên hồng của hiệu thì sẽ bằng hiệu các nguyên hồng. Và ta luôn có một nguyên tắc ở trong nguyên hồng là gì? F lớn x đọ hồng thì bằng fx. Đó là cái bản chất của định nghĩa nguyên hồng. Thì đây là cái những cái nội dung cơ bản của nguyên hồng mà mấy em cần phải nắm được. Tiếp tục, thầy sẽ cung cấp cho các em cái bản nguyên hồng đầy đủ. Thì ta thấy là cái bản nguyên hồng này vế bên trái là nguyên hồng của các cái hồng số cơ bản. Cột bên phải sẽ là nguyên hồng của các cái hồng số mở rộng. Ở đây ta có là nguyên hồng của hàng số là 0 thì chính là bằng C. Rồi nguyên hồng của hàng số là K thì sẽ bằng KX cộng C. Nguyên hồng của X mũ N sẽ bằng X mũ N cộng 1 trên N cộng 1 rồi cộng C với N khác trừ 1. Cũng có thể các em mở rộng thành nguyên hồng của AX cộng B mũ N DX thì bằng 1 phần A nhân AX cộng B mũ N cộng 1 chia N cộng 1 cộng C. Ở đây N cũng khác trừ 1. Công thức số 3 là nguyên hồng của 1 trên X thì bằng log neighbor trị tuyệt đối của X cộng C. Và mở rộng ra thì ta có nguyên hồng của 1 trên AX cộng B sẽ bằng 1 phần A nhân log neighbor trị tuyệt đối của X cộng B rồi cộng C. Đây là cái công thức mà trong cái ví dụ vừa rồi chúng ta đã dùng. Thứ tư là nguyên hồng của 1 trên x bình D. 1 trên x bình sẽ là trừ 1 trên x cộng C. Có thể mở rộng thành nguyên hồng của 1 trên AX cộng B tất cả bình sẽ bằng trừ 1 trên A nhân cho 1 trên AX cộng B rồi cộng C. Nguyên hồng của sin x thì sẽ bằng trừ cos x cộng C. Các em có thể mở rộng thành nguyên hồng của sin AX cộng B thì sẽ trở thành trừ 1 phần A nhân cho cos của AX cộng B rồi cộng C. Như vậy các em quan sát cái cột ở bên trái sẽ là nguyên hồng cơ bản và cái cột ở bên phải thầy sẽ mở rộng ra một số các nguyên hồng mở rộng. Tiếp tục nguyên hồng của cos x sẽ là sin x cộng C. Và mở rộng nguyên hồng của cos AX cộng B sẽ là 1 phần A sin của AX cộng B rồi cộng C. Rồi nguyên hồng của 1 trên sin bình X sẽ bằng trừ cotan X cộng C. Và mở rộng thành nguyên hồng của 1 trên sin bình của AX cộng B sẽ thành trừ 1 phần A nhân cotan của AX cộng B rồi cộng C. Tương tự, nguyên hồng của 1 trên cos bình X là bằng tan x cộng c và mở rộng thành nguyên hồng của 1 trên cos bình của ax cộng b thì sẽ bằng 1 phần a nhân tan của ax cộng b rồi cộng c. Công thức số 9 là nguyên hồng của a mũ x thì sẽ là a mũ x cộng c được mở rộng thành nguyên hồng của a mũ ax cộng b sẽ bằng 1 phần a nhân cho a mũ ax cộng b rồi cộng c. Ta có công thức số 10, nguyên hồng của A mũ X sẽ là A mũ X chia cho log neighbor của A rồi cộng C, được mở rộng thành nguyên hồng của A mũ alpha X cộng beta sẽ bằng 1 trên alpha nhân cho A mũ alpha X cộng beta chia cho log neighbor của A rồi cộng C. Như vậy thầy đã thống kê lại các cái nguyên hồng mà chúng ta thường gặp trong quá trình tính các cái nguyên hồng phức tạp. Các em phải sử dụng thành thạo các công thức này trong các cái bài tập tiếp theo cũng giống như là các cái bài tập trắc nghiệm để khắc sâu các cái nguyên hồng cơ bản mà chúng ta đã được học. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm các cái bài tập trắc nghiệm sau đây. Các em quan sát trên màn hình. Câu thứ nhất, nguyên hồng của hồng f lớn x của hồng số fx bằng 3 trừ 1 trên sin bình là. Các em có 4 phương án A, B, C, D. Quan sát hàm số trong giả thiết bài toán là hiệu của các cái hàm số cơ bản. Như vậy các em sẽ lấy nguyên hồng của hàng số 3 trừ cho nguyên hồng của 1 trên sin bình. Và kết quả sẽ là đáp án C là 3X cộng cotan X cộng C. Thì đây là các cái nguyên hồng cơ bản, ta chỉ cần nắm vững cái hệ thống nguyên hồng cơ bản là
ta sẽ chọn được phương án trả lời. Đối với câu số 2, nguyên hàm của 1 trên x bình, thì đây cũng là một công thức cơ bản. Nguyên hàm của 1 trên x bình sẽ là trừ 1 trên x, rồi cạn cho c. Và ta chọn phương án ở đây là B. Các em tiếp tục sang câu số 3. Họ nguyên hàm của hàm số fx bằng e mũ x cạn x là. Như vậy hàm số yêu cầu tìm nguyên hàm có dạng tổng của các cái hàm số cơ bản. Các em chỉ cần lấy nguyên hàm của e mũ x rồi cạn cho nguyên hàm của x và cạn cho hàng số c thì sẽ thu được kết quả. Nguyên hàm của e mũ x sẽ là e mũ x và nguyên hàm của x sẽ là x bình chia 2 và cạn cho hàng số là c. Như vậy các em đã có phương án trả lời cho câu hỏi số 3 là phương án B, e mũ x cạn 1 phần 2 nhân x bình rồi cộng c. Tiếp tục sang câu hỏi số 4. Nếu nguyên hàm của hàm fx bằng x mũ 3 chia 3 cộng e mũ x cộng c thì fx bằng. Bây giờ trong trường hợp này người ta cho kết quả của nguyên hàm là x mũ 3 trên 3 cộng e mũ x cộng c. Bài toán yêu cầu tìm hàm fx. Như vậy các em phải thực hiện phép toán ngược lại là đạo hàm. Như vậy thầy sẽ tiến hành đạo hàm x mũ 3 trên 3 cộng e mũ x cộng c. Thì kết quả của đạo hàm chính là cái hàm số fx cần tìm. Và khi đó x mũ 3 trên 3 đạo hàm sẽ thu được kết quả là x bình. E mũ x đạo hàm là e mũ x và hàng số c đạo hàm thì bằng 0. Cho nên ta thu được kết quả chính là phương án A. Fx sẽ bằng x bình cộng e mũ x. Các em tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo. Câu số 5. Nguyên hàm của hàm số y bằng x bình phương trừ 3x cộng 1 trên x. Bây giờ hàm số yêu cầu lấy nguyên hàm là tổng hiệu của các cái hàm số cơ bản. Thì chúng ta cũng lần lượt tìm nguyên hàm của x bình. Chính là x mũ 3 trên 3. Nguyên hàm của 3x sẽ là 3 nhân x bình chia 2. Nguyên hàm của 1 trên x là log ne 3 trị tuyệt đối của x. Khi đó ta có kết quả là phương án D. Kết quả là x mũ 3 trên 3 trừ 3x bình chia 2 cộng log ne 3 trị tuyệt đối của x rồi cộng cho c. Chúng ta sang câu số 6. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Các phương án trả lời đều yêu cầu mình lấy nguyên hàm của 3 mũ 2x. Như vậy ở đây ta sẽ có một phép toán là 3 mũ 2x ta sẽ chuyển thành 9 mũ x và sử dụng nguyên hàm cơ bản là a mũ x là bằng a mũ x chia cho log ne 3 của a. Và 3 mũ 2x thì có thể viết thành 9 mũ x, cho nên phương án trả lời chính xác ở đây là phương án C. Nguyên hàm của 3 mũ 2x sẽ bằng 3 mũ 2x chia log ne 3 của 3 mũ 2, tức là log ne 3 của 9 và cạn cho hàng số là C. Như vậy ở đây ta chọn phương án là C. Xong câu hỏi số 7. Nguyên hàm của hàm số fx bằng 2x cạn sin 2x. Bây giờ ta phân tích hàm số fx là bằng 2x cạn sin 2x thì rõ ràng 2x thì nguyên hàm là hàm số cơ bản rồi. Đối với sin 2x thì các em chú ý tới cái công thức nguyên hàm mở rộng là sin của ax cộng b. Đấy. Sin của ax cộng b thì nguyên hàm của sin ax cộng b ở đây áp dụng cụ thể cho sin 2x. Thì bây giờ ta sẽ tìm nguyên hàm của từng cái hàm số trong cái biểu thức fx. Nguyên hàm của 2x là x bình. Như vậy trong trường hợp này ta sẽ thấy là phương án trả lời của mình chính là đáp án A. Nguyên hàm của 2x chính là x bình. Nguyên hàm của sin 2x là trừ 1 phần 2 cos 2x cộng c. Câu số 8. Một lần nữa nhấn mạnh nguyên hàm của hàm số mũ là fx bằng nam mũ 2x. Thì bây giờ ta chọn phương án nào đây? Tương tự giống như câu trước, nam mũ 2x thì các em có thể viết thành là 25 mũ x. Và ta cũng một lần nữa dùng nguyên hàm của a mũ x.
Ở đây nguyên hàm của 25 mũ x là 25 mũ x sẽ chia cho log nê bai của 25. Log nê bai của 25 các bạn có thể viết thành log nê bai của 5 bình phương và sẽ bằng 2 lần log nê bai của 5 cạnh cho C. Như vậy đáp phương án cuối cùng ở đây chính là phương án B. Chúng ta sang các câu hỏi tiếp theo. Câu 9. Nguyên hàm của hàm số fx bằng 2 lần x mũ 3 trừ 9 là, có 4 phương án cho các em lựa chọn. Như vậy, mình sẽ quan sát cái hàm số người ta cho là bằng 2 lần x mũ 3 trừ 9. Thì ta chỉ việc lấy nguyên hàm của 2 lần x mũ 3 trừ cho nguyên hàm của hàng số là 9. Thì kết quả sẽ là nguyên hàm của 2 lần x mũ 3 các bạn sẽ xử lý sẽ bằng là 2 nhân cho x mũ 4 chia 4 trừ nguyên hàm của 9 là 9x. Và phương án A chính là sự lựa chọn chính xác. 1 phần 2 x mũ 4 trừ 9x cạnh cho hàng số là C. Đối với câu số 10, tìm nguyên hàm của hàm số fx bằng tích của a mũ x nhân với 1 cạnh cho a mũ trừ x. Như vậy, các em sẽ thực hiện phép nhân biểu thức a mũ x nhân với 1 sẽ là a mũ x. A mũ x nhân với a mũ trừ x sẽ là a mũ 0 và chính là hàng số là 1. Nguyên hàm của a mũ x là a mũ x. Nguyên hàm của hàng số là 1 là x. Như vậy, rõ ràng khi đó ta có kết quả sẽ là nguyên hàm của fx sẽ bằng a mũ x rồi cạnh c. Và các em lựa chọn phương án đúng ở đây chính là phương án B. Đối với câu 11, các em lưu ý giả thiết của bài toán. Cho hàm số y bằng log nê bai của x cộng 1 trên x là nguyên hàm của hàm số nào sau đây? Nó là nguyên hàm của hàm số nào chứ không phải là yêu cầu đi tìm nguyên hàm của hàm số đã cho. Như vậy khi mình đọc giả thiết bài toán thì mình phải hiểu bản chất mình đang đi tìm nguyên hàm hay là người ta cho mình sẵn nguyên hàm. Như vậy, câu 11 cho hàm số y bằng log nê bai của x cộng 1 trên x là nguyên hàm của hàm số nào sau đây? Nó là nguyên hàm hàm số nào thì đọ hàm của nó phải ra hàm số đó. Như vậy, thầy sẽ thực hiện phép toán đọ hàm hàm số y bằng log nê bai của x cộng 1 trên x. Như vậy các em thấy log nê bai của x đọ hàm sẽ ra 1 trên x và 1 trên x mà đọ hàm là sẽ là trừ 1 trên x bình. Và khi đó ta sẽ có cái phương án trả lời là B. Ở đây khi mình học qua nguyên hàm thì mình lưu ý là mình rất dễ nhầm lẫn giữa nguyên hàm và đạo hàm. Cho nên các em phải lưu ý trong quá trình là thực hiện có cái phép toán nguyên hàm hay là đạo hàm. Đối với câu 12, cho hàm số f lớn x bằng x bình phương cộng ax cộng b nhân cho a mũ trừ x và hàm f nhỏ x bằng trừ x bình cộng 3x cộng 6 nhân cho a mũ trừ x. Tìm a và b để f lớn x là một nguyên hàm của hàm f nhỏ x. Như vậy, qua cái ví dụ mà thầy đã hướng dẫn các em ở trong phần bài học, thì f lớn x và fx sẽ liên hệ với nhau như thế nào để ta tìm ra được cái hệ số ab trong cái giả thiết của bài toán. Như vậy, ở đây ta thấy ngay là f lớn x khi đạo hàm thì sẽ trở thành fx, đó là bản chất của định nghĩa nguyên hàm mà chúng ta đã học. Bây giờ f lớn x có dạng tích của hai cái hàm số, một hàm bậc 2 x bình cộng x cộng b và nhân với một hàm a mũ trừ x. Như vậy thực hiện đạo hàm ở đây thì các em sẽ thực hiện theo nguyên tắc đạo hàm là tích đạo hàm là u nhân v đạo hàm sẽ bằng u phải v cộng v phải u. Trong quá trình đạo hàm các em phải lưu ý a mũ trừ x đạo hàm thì được hiểu là a mũ u đạo hàm là bằng a mũ u nhân u phải. Cho nên trong quá trình đạo hàm thì mình phải hết sức cẩn thận. Khi đạo hàm xong hàm số f lớn x, các em sẽ sắp xếp hàm số f phải sao cho nó theo cái thứ tự của cái đa thức và theo cái kết quả của hàm số fx. Và sau khi f lớn x bằng fx thì các em sẽ đồng nhất hai vế của đẳng thức và ta thu được kết quả là a sẽ bằng trừ 1 và b sẽ bằng trừ 7. Cho nên ta chọn phương án trả lời là B. Qua các cái bài tập
thầy đã hướng dẫn kết hợp với cái phần bài tập trắc nghiệm thì các em đã khắc sâu được cái nguyên hàm của các cái hàm số cơ bản và cách sử dụng cái bảng nguyên hàm cơ bản cũng như nguyên hàm mở rộng trong việc giải quyết các cái bài toán về nguyên hàm, làm cơ sở để mình học cái nội dung tiếp theo của nguyên hàm. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng những cái nội dung thầy đã hướng dẫn sẽ giúp cho các em nắm bắt được cái nội dung cơ bản của nguyên hàm, làm cơ sở để chúng ta học những nội dung tiếp theo. Xin chào các em.